Thưa quý vị và các bạn, các thiết chế văn hóa thể thao từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống và sinh hoạt của bà con nhân dân từ vùng thành thị đến nông thôn. Không chỉ góp phần quan trọng trong việc cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao còn là nơi giúp gắn kết mỗi cộng đồng dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng bền chặt. Tại Quảng Ninh, hệ thống các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đã được quan tâm đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Đây là những chị em trong đội nhảy dân vũ đến từ nhiều khu phố trên địa bàn phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. Hôm nay mọi người cùng tập trung về nhà văn hóa khu phố Vĩnh Xuân để tập luyện cho các tiết mục giao lưu đồng diễn. Thời tiết mùa hè mưa nhiều nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập và tinh thần sôi nổi tại đây. Khi đến các điểm giao nhà văn hóa đấy thì là được cái là có đầy đủ các cái thiết bị để cho mọi người cùng giao lưu, là ví dụ như ánh sáng rồi là các cái quạt điều hòa các cái, được xây dựng một cái sân khấu rất là ở ngoài trời, thì khi trời mưa là chị em lên đấy tập là không bị ảnh hưởng, vẫn được tập luyện tập thường xuyên. Nhà văn hóa này của khu phố Vĩnh Xuân là một trong những điểm nhấn về diện mạo của cộng đồng dân cư tại đây. Từ chủ trương của phường và của thị xã về xây dựng đô thị văn minh, tập thể cán bộ và nhân dân khu phố Vĩnh Xuân cùng các doanh nghiệp đứng trên địa bàn đã đóng góp kinh phí, chung tay góp sức để dần nâng cấp nhà văn hóa ngày càng thêm khang trang, hiện đại, phục vụ tốt mọi hoạt động sinh hoạt của cộng đồng, hướng tới mô hình đa chức năng là văn thể viên. Xây dựng thành nhà văn hóa là văn thảo viên, tức là văn hóa là cái nơi sinh hoạt cộng đồng. Thảo viên tức là dùng các cây xanh, cây cảnh, cây đẹp để mà trang trí, phục vụ cho cái địa bàn khu phố văn hóa. Và cái thứ ba là công viên, là ghế đá, sân chơi. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành động lực và mục tiêu phấn đấu thi đua của phường Mạo Khê trong phát triển kinh tế xã hội những năm vừa qua. Trong đó có việc chăm lo phát triển các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở và đưa vào khai thác hiệu quả những công trình này. Tiêu biểu như tại khu phố Vĩnh Lập, một công trình sân vui chơi công cộng vừa mới được hoàn thành trên cơ sở cải tạo bãi đất trống xen kẹp trong khu dân cư. Toàn bộ kinh phí để thi công mua sắm các thiết bị thể dục thể thao cho tới các bóng đèn chiếu sáng, camera giám sát an ninh trật tự lên đến gần 170 triệu đồng đều được huy động xã hội hóa 100%. Khi chúng tôi có được cái chương trình quỹ đất cũng được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân phường, đấy thì cán bộ nhân dân cũng đã họp bàn và thống nhất đi đến quan điểm là cùng đọc để thực hiện cái việc mà xây dựng lại cái khu vui chơi để cho bà con có nơi sinh hoạt, đặc biệt là các hộ kinh doanh, các nhà hảo tâm cũng đã cùng chung sức với khu phố. Là địa phương có phong trào văn hóa thể thao quần chúng phát triển khá sôi nổi, thị xã Đông Triều thường xuyên quan tâm triển khai các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả các thiết chế tại cơ sở. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển cả về quy mô và chất lượng, đa dạng về hình thức. Các câu lạc bộ hiện đại như dân vũ, bóng chuyền, những nét đẹp văn hóa truyền thống, những làn điệu chèo dân gian được bảo tồn, tiếp nối, giữ được sức sống trong dòng chảy hiện đại hôm nay. Xác định rõ đời sống tinh thần phát triển, những tiêu cực và tệ nạn cũng dần bị dẹp bỏ, đẩy lùi. Các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã thường xuyên quan tâm, rà soát, tiếp tục cải tạo, nâng cấp, đầu tư để hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn. Thị xã cũng quan tâm đến cái việc bồi dưỡng các cái cán bộ làm cái công tác quản lý tại các nhà văn hóa, ban chủ nhiệm nhà văn hóa các thôn khu để bồi dưỡng cái chuyên môn cũng như là kiến thức để nâng cao cái năng lực quản lý. Đồng thời thì phòng văn hóa cũng như là trung tâm văn hóa hàng năm cũng đều tổ chức các cái cuộc thi về liên hoan văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rồi các cái hội thi hội diễn để các cái đơn vị giao lưu trao đổi học hỏi với nhau để nâng cao cái công tác quản lý tại cơ sở.
Những năm qua, Quảng Ninh đã không ngừng hoàn thiện thể chế chính sách để xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở. Tỉnh đã rất thành công trong thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư lớn để tập trung đầu tư hạ tầng, khuyến khích các tầng lớp nhân dân đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, đồng thời vận dụng nguồn vốn hoạt động theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm nhằm động viên sức người, sức của nhân dân, các tổ chức xã hội để xây dựng và phát triển văn hóa. Tại phường Hà An, thị xã Quảng Yên, các thiết chế văn hóa thể thao luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy chính quyền địa phương. Trong đó, sân luyện tập cầu lông mới được đưa vào sử dụng cách đây vài tháng là công trình do trực tiếp bí thư đảng ủy phường huy động xã hội hóa để xây dựng. Hay như công trình trung tâm văn hóa cũng được đặt ngay cạnh khuôn viên của trụ sở ủy ban nhân dân phường, thuận tiện cho mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi cùng đến sinh hoạt, giao lưu, tập luyện. Hiện tại thì trung tâm văn hóa của phường đang hoạt động thường xuyên được ở 5 cái câu lạc bộ ở những cái lĩnh vực khác nhau với trên 200 thành viên tham gia. Thì trong thời gian tới thì để tiếp tục duy trì hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao của phường thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các câu lạc bộ được tham gia những cái chương trình văn nghệ do địa phương tổ chức, rồi tiếp tục duy tu bảo dưỡng và gìn giữ những cái trang thiết bị đã được trang sắm ở trung tâm văn hóa, và tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để mua sắm các trang thiết bị để phục vụ tốt cho người dân tham gia sinh hoạt tại trung tâm văn hóa. Việc đầu tư và khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở cũng là một yếu tố quan trọng giúp các địa phương cơ sở về đích và giữ vững các thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Sau đó, các địa phương trong tỉnh đều rất quan tâm ngay từ việc quy hoạch để dành quỹ đất, huy động nguồn lực từ ngân sách và huy động xã hội hóa từ nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm phương tiện hoạt động văn hóa, đồng thời tăng cường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thông tin thể thao để khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa, thu hút các tầng lớp nhân dân. Trên địa bàn xã Hồng Tân hiện nay đang được quan tâm đầu tư một sân trung tâm văn hóa thể thao để phục vụ cho hoạt động chung của cả xã. Và 5 nhà văn hóa của các thôn được đầu tư xây dựng, 4 nhà văn hóa được đầu tư xây dựng mới và 1 nhà văn hóa được đầu tư xây dựng từ năm 2012. Địa phương cũng luôn rà soát và quan tâm để xem xét những các thiết chế của văn hóa, những cái thiếu và những cái cần phải đề xuất kiến nghị thị xã để bổ sung kinh phí để đầu tư để hoàn thiện. Sở Văn hóa và Thể thao, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh đã tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 921 QĐUBNZ ngày 14 tháng 4 2022 phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân. Từ đầu năm 2024 đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức nhân rộng 6 mô hình điểm nâng cao hiệu quả hoạt động tại trung tâm văn hóa thể thao cấp xã trên địa bàn tỉnh tại các địa phương Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Móng Cái, Tiền Yên, nâng tổng số mô hình điểm về nâng cao hiệu quả hoạt động tại trung tâm văn hóa thể thao cấp xã lên 15 mô hình. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao các cấp nhờ đó được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, giúp các xã, phường, thị trấn, các thôn, bản, khu phố phục vụ tốt nhu cầu hoạt động hội họp, sinh hoạt và giao lưu các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ của người dân. Tại các điểm công cộng, công viên thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đều được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời phục vụ nhu cầu tập luyện hàng ngày của người dân. Đến nay, đối với cấp tỉnh, các thiết chế, bảo tàng, thư viện cùng quy hoạch, hội chợ và triển lãm, khu liên hợp thể thao, cung văn hóa thanh thiếu nhi, cung văn hóa lao động Việt Nhật, sân vận động Cẩm Phả, trung tâm văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc được xây dựng quy mô hiện đại, đáp ứng nhu cầu đăng cai tổ chức các sự kiện trong nước và quốc tế. Cấp huyện 13 trên 13 huyện, thị xã, thành phố có trung tâm văn hóa thể thao. 13 trên 13 huyện, thị xã, thành phố có thư viện trực thuộc trung tâm truyền thông và văn hóa. Cấp xã có 104 trên 177 xã, phường, thị trấn đã thành lập trung tâm văn hóa thể thao, trong đó có 71 trên 177 xã xây dựng nhà văn hóa. Cấp thôn 1.449 trên 1.452 thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa thôn khu.
Hàng năm các nhà văn hóa bình quân thu hút được 40 đến 50% người dân đến tham gia sinh hoạt. Năm 2023, toàn tỉnh có 349.446 trên 365.274 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 95,7%. Có 1.400 trên 1.452 thôn khu đạt danh hiệu thôn khu phố văn hóa, tỷ lệ 96,4%. Số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên toàn tỉnh đạt 40,8% dân số. Có thể thấy, Quảng Ninh luôn kiên trì kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh. Các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là trong công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Công tác xã hội hóa trong xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao ở Quảng Ninh đã tạo đột phá mới cho sự phát triển văn hóa của tỉnh, làm thay đổi nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân, từng bước tạo cân bằng về mức hưởng thụ văn hóa giữa các vùng nông thôn và thành thị, góp phần tích cực giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa mới theo hướng lành mạnh, tiến bộ, văn minh.